Chương trình tối hôm nay gồm có Nga mất dần vị thế ở Trung Á và tay Trung Quốc Nữ tù nhân Nga đến chiến đấu và thiệt mạng ở Ukraine Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ukraine không đơn độc Donald Trump lên kế hoạch đàm phán với Putin về Ukraine Trung Quốc và Nga phát triển UAV tương tự Shahid Indonesia tăng 200% thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc. Nhật Bản phát hành tiền giấy mới. Đài Loan yêu cầu cảnh sát biển Trung Quốc thả ngư dân. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Phạm Dương xin kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi kênh 60 giây tinh hoa và hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 7. Xin chúc quý vị một buổi tối đầm ấm và an lành. Ngay sau đây là bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, sự thù địch thực sự đang bùng lên giữa Nga và Trung Quốc ở châu Á khi Moscow bắt đầu tỏ ra phẫn nộ. Trang tin The Wall Street Journal mới đây có một bài viết cho biết Trung Quốc đã lợi dụng cuộc chiến của Nga với Ukraine để phá hủy các phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Liên bang Nga. Điều này đã khiến Moscow rất tức giận, nhưng họ không thể làm gì do hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc đã chuyển từ tình hữu nghị không biên giới sang tình trạng thù địch thực sự ở châu Á, tức là khu vực Trung Á. Khu vực Trung Á này từng là nơi Moscow coi là sân sau của mình. Mối quan hệ giữa ông Putin và Chủ tịch Tập đã xung đột với tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh. Ấn bản The Wall Street Journal đã viết rằng, những căng thẳng đó xảy ra khi ông Tập Cận Bình và ông Putin đang ở Kazakhstan trong tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Tiếp theo, Ông Tập dự kiến tới thăm Tajikistan trong chuyến thăm thứ 8 tới Trung Á kể từ khi ông trở thành chủ tịch của Trung Quốc vào năm 2013. Trung Quốc đã lợi dụng cuộc chiến của Nga với Ukraine để phá hủy phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Nga. Việc Moscow phụ thuộc vào Bắc Kinh để hỗ trợ bộ máy quân sự Nga buộc nước này phải chấp nhận sự xâm lấn của Trung Quốc ở cả Trung Á và Bắc Cực. Bắc Kinh đang thu hút các nền kinh tế địa phương trên khắp khu vực có tầm quan trọng chiến lược vào quỹ đạo của mình đầu tư của Trung Quốc đang thu hút lao động trẻ rời khỏi Nga. Tuyến đường sắt do Trung Quốc tài trợ hứa hẹn sẽ kết nối khu vực với châu Âu đi vòng qua lãnh thổ Nga. Các dự án năng lượng tái tạo của Trung Quốc đang giúp giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Đối với nước Nga, Trung Á là một lãnh thổ hoang dã để bành trướng, hiện đại hóa và khai thác tài nguyên. Việc khai thác và hiện đại hóa tiếp tục diễn ra dưới thời của Liên Xô trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Sự thay đổi quyền lực trong khu vực này đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng nó tăng tốc sau khi bùng nổ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhiều người Nga ở đây coi đó là sự vi phạm trắng trợn và đáng ngại đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Thay vì ủng hộ Moscow, cả năm quốc gia Trung Á đều chọn giữ thái độ trung lập đối với Nga và Trung Quốc. Timur Umarov, một thành viên tại trung tâm Carnegie Russia Eurasia cho biết Trung Quốc đang tạo ra một hình ảnh về tương lai cho Trung Á. Nga là một chế độ chính trị thiển cận, không đầu tư vào các mục tiêu chiến lược của riêng Trung Á. Đối với Trung Quốc và Nga, Trung Á đang trở thành hành lang giao thông ngày càng quan trọng. Trung Á giúp Tổng thống Putin tiếp cận trực tiếp hơn với các thị trường phía Nam Á. Nhưng Trung Á cũng là trọng tâm của sáng kiến một vành đai một con đường do Tập Cận Bình chủ trương. Hoa Kỳ gần đây cũng tăng cường nỗ lực giành lại ảnh hưởng ở Trung Á cử một số quan chức cấp cao tới khu vực này. Trong nhiều năm, có tồn tại một sự phân công lao động ngầm giữa Nga và Trung Quốc trong khu vực này, khi Nga bảo đảm an ninh, còn Trung Quốc tập trung vào phát triển và đầu tư. Hiện nay, Bắc Kinh đang thay đổi cán cân, sử dụng ảnh hưởng kinh tế to lớn của mình để tăng cường cả ảnh hưởng chính trị và quân sự. Thương mại giữa Trung Quốc và Trung Á đã tăng lên 98 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Tại Uzbekistan, quốc gia đông dân và công nghiệp hóa nhất trong số 5 quốc gia Trung Á thời hậu Xô Viết, Trung Quốc đã thay thế Nga để trở thành một đối tác thương mại hàng đầu vào những năm 2023. Đất nước Trung Á này đang nỗ lực hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu sau hai thập niên bị cô lập trong vòng tay của một nước Nga mang hào quang quá khứ từ thời Xô Viết. Rõ ràng cuộc chiến Ukraine đang khiến nước Nga đối diện với nhiều khó khăn và nhiều kẻ thù hơn bao giờ hết. Lý do là Tổng thống Putin đã lầm tưởng cuộc xâm lược Ukraine sẽ thay đổi vị thế Liên bang Nga trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị, đoạn phim lan truyền trên mạng về một nữ chiến binh Nga được tuyển dụng từ một nhà tù dân sự đang tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi lại bởi một đơn vị UAV trinh sát trên tiền tuyến. Video đã được đăng tải bởi tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 cho thấy nữ quân nhân Nga đã được huấn luyện và sử dụng thành thạo súng trường tấn công. Một binh sĩ Ukraine tuyên bố, Cô ta được huấn luyện và có trang bị tốt, nhưng cũng giống như đồng đội, cô ta không thể thoát khỏi UAV cảm tử của chúng tôi. Đối với chúng tôi, giới tính của kẻ thù không còn quan trọng. Những kẻ xâm lược phải chết trong đau đớn tột cùng sẽ không có cách nào khác. Vào hồi tháng 4, ông Andrei Yosov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, đã nói với trang tin Kiev Post rằng Điện Kremlin sẵn sàng tuyển dụng các nữ tù nhân cho các đơn vị hỗ trợ, nhưng cũng có thể chiến đấu nếu cần. Các nữ tù nhân được hứa hẹn về tiền bạc và bị thuyết phục bởi tuyên truyền rằng họ sẽ còn sống và trở về. Tuy nhiên, đây chỉ là một giấc mơ. Hầu hết các nữ tù nhân được Nga tuyển dụng đều thiệt mạng hoặc trở về nhà với những vết thương nghiêm trọng. Ông Joseph cho biết, tuy vậy, nếu tù nhân không đồng ý ra tiền tuyến, họ sẽ bị truy tố hình sự thêm bởi nhà tù Nga hiện gây áp lực buộc tù nhân phải ra trận. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin trong cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Ukraine là ông Rustem Umerov, đã thông báo về việc sắp chuyển đến Kiev một lô vũ khí mới. Theo hãng tin AP, ông Lloyd Austin đã công bố tại Washington, Hoa Kỳ sẽ sớm chuyển gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm vũ khí chống tăng, hỏa tiễn cho hệ thống phòng không Patriot và các hệ thống phòng không khác. Ukraine không đơn độc, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ từ chối hỗ trợ. Ông Austin nói và cho biết thêm rằng Washington và các đồng minh sẽ không cho phép Nga lặp lại hành động gây hấn trong tương lai sau khi cuộc chiến hiện tại sẽ kết thúc. Ông cũng nói rằng ông dự định thảo luận chi tiết với bộ trưởng Umerov về cách bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc khủng bố trên không của Liên bang Nga. Những cuộc khủng bố này chính là cách Nga liên tục thực hiện cách thả bom có khối lượng rất lớn vào dân thường. Ông Austin cũng đặc biệt lưu ý Ukraine cần có các loại vũ khí để tiêu diệt những kẻ mang những quả bom này bất kể chúng ở đâu. Vì vậy, có thể hiểu ông đang ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bằng vũ khí tầm xa vào các phi trường Nga nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Thưa quý vị, trang tin Politico dẫn lời của các chuyên gia an ninh Hoa Kỳ có liên hệ với cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump mới đây cho biết trong khuôn khổ kế hoạch của ông Donald Trump, Liên minh NATO sẽ cam kết ngừng mở rộng hơn nữa về phía đông, cụ thể là sang Ukraine và Georgia, đồng thời sẽ tiến hành đàm phán với Tổng thống Putin về phần lãnh thổ Ukraine mà Moscow có thể giữ lại cho mình. Một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông Trump đối với NATO. Ấn phẩm này cho biết thêm. Trang tin cũng lưu ý rằng nếu thắng cử, ông Donald Trump có thể thu hồi các bảo đảm an ninh cho những quốc gia thuộc Liên minh NATO chi ít hơn 2% GDP cho quốc phòng. Các nguồn tin cho biết, hoa kỳ vẫn sẽ duy trì chiếc ô hạt nhân của mình ở châu âu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông trump duy trì sức mạnh không quân và các căn cứ quân sự tại đức anh thổ nhĩ kỳ cũng như các lực lượng hải quân tại đây đồng thời phần lớn bộ binh xe bọc thép hậu cần và pháo binh cuối cùng cũng sẽ chuyển từ hoa kỳ sang châu âu sự thay đổi mà kế hoạch của ông trump dành cho nato bao gồm việc giảm nhiều và đáng kể vai trò an ninh của hoa kỳ ở châu âu ngay tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc. Thưa quý vị, các công ty Trung Quốc và Nga đã phát triển một loại UAV tấn công tương tự như Shahid do Iran sản xuất, hiện đang được sử dụng để tấn công Ukraine. Các quan chức không xác định được loại UAV đang được phát triển, Tuy nhiên, các trang web quốc phòng Trung Quốc và một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Trung Quốc đang phát triển một UAV tấn công Kamikaze có tên là Sunflower 200, trông giống với UAV Shahid 136 do Iran sản xuất. Các viên chức, những người yêu cầu không nêu tên để tránh tiết lộ thông tin cá nhân, cho biết các công ty đã tổ chức các cuộc đàm phán về hợp tác để sao chép UAV Shahid do Iran sản xuất vào năm 2023. Họ bắt đầu phát triển và thử nghiệm một phiên bản để gửi đến Nga trong năm nay. Các viên chức tuyên bố rằng UAV của Trung Quốc vẫn chưa được sử dụng tại Ukraine. Hai quan chức nhấn mạnh rằng một số quốc gia tin rằng việc cung cấp UAV tấn công cho Nga sẽ vượt qua ranh giới viện trợ vũ khí gây chết người. Một người hiểu rõ vấn đề này cho biết, theo ước tính của Hoa Kỳ, Trung Quốc đang cân nhắc xem có nên gửi UAV đã chế tạo hoàn chỉnh hay không, nhưng đồng thời cũng gửi các bộ dụng cụ có thể lắp ráp UAV tấn công. Theo nguồn tin, Hoa Kỳ vẫn chưa kết luận rằng Trung Quốc đang cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Nga mặc dù họ thừa nhận rằng các quốc gia khác có thể có cách giải thích khác. Thưa quý vị, Indonesia chuẩn bị áp dụng mức thuế lên tới 200% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, với lý do nguồn cung hàng hóa từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này quá dư thừa bộ trưởng thương mại indonesia jun kifli hasan cho biết vào hôm thứ sáu rằng thuế quan của phương tây đối với hàng hóa trung quốc đang khiến chúng chuyển hướng sang các quốc gia như indonesia theo các phương tiện truyền thông đưa tin quốc gia đông nam á này là quốc gia mới nhất trong danh sách các quốc gia đang phát triển tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp này để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương khỏi tình trạng dư thừa công suất của trung quốc một báo cáo do đại học griffith của úc và đại học fudan của trung quốc công bố đầu năm nay cho biết gần một nửa số tiền đầu tư của trung quốc vào châu á thái bình dương đã đổ vào đông nam á trong đó indonesia là quốc gia nhận được nhiều nhất quyết định tăng thuế của indonesia phản ánh động thái bảo hộ gần đây của các đối tác thương mại khác của trung quốc Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức thuế 40% đối với xe Trung Quốc, trong bối cảnh dự đoán các công ty Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần ô tô 4,5% của Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, Nhật Bản đã phát hành tờ tiền mới vào hôm thứ Tư. Tờ tiền này được trang bị công nghệ ảnh 3 chiều để hạn chế tiền giả. Các tờ tiền sử dụng các mẫu in để tạo ra ảnh 3 chiều của các bức chân dung hướng về các hướng khác nhau, tùy thuộc vào góc nhìn. Thủ tướng Fumio Kishida ca ngợi những đặc điểm lịch sử và hiện đại của các tờ tiền 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên mới. "Tôi hy vọng người dân sẽ thích những tờ tiền mới và chúng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản." Ông phát biểu với các phóng viên tại ngân hàng Nhật Bản sau buổi lễ công bố. Truyền thông địa phương xác nhận rằng sau khi ra mắt loại tiền mới, các tờ tiền cũ vẫn sẽ có giá trị. Nhật Bản vẫn là nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, nơi thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chậm được ưa chuộng. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết, mặc dù thế giới đang hướng đến các tương tác không dùng tiền mặt, chúng tôi tin rằng tiền mặt vẫn quan trọng vì đây là phương tiện thanh toán an toàn ở mọi nơi và mọi lúc. Những tờ tiền này cũng được in chữ lớn hơn, giúp người già ở quốc gia này dễ đọc hơn. Thưa quý vị, Đài Loan đã kêu gọi thả một tàu đánh cá và thủy thủ đoàn bị các quan chức Trung Quốc bắt giữ gần một hòn đảo, chủ yếu do lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan tuần tra. Theo các quan chức hàng hải Đài Loan, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã lên tàu Dajinman 88 gần quần đảo Kim Môn và lái tàu về phía một cảng ở Trung Quốc đại lục vào cuối ngày 2 tháng 7. Lực lượng bảo vệ bờ biển kêu gọi Trung Quốc đại lục không tham gia vào các hoạt động thao túng chính trị và gây tổn hại đến quan hệ giữa hai bờ eo biển, đồng thời thả tàu Dashiman cùng thủy thủ đoàn càng sớm càng tốt, cơ quan hàng hải Đài Loan cho biết, đảo Kim Môn có sự hiện diện quân sự đáng kể của Đài Loan và là tiền tuyến chỉ cách bờ biển Trung Quốc 3 km. Tại đây, có lịch sử xảy ra nhiều cuộc giao tranh và chủ yếu được lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan tuần tra ở vùng biển xung quanh. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin. Trên thuyền có 6 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm thuyền trưởng và 5 công nhân nhập cư. Xie Jingjin, Jin, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết, chiếc thuyền không ở trong vùng biển Trung Quốc khi bị các đặc vụ Trung Quốc khám xét và lái đến một cảng ở tỉnh Phúc Kiến. Hai tàu Đài Loan đã được điều động để giải cứu Đà Trương Man 88 sau khi hai tàu Trung Quốc chặn tàu đánh cá. Tuy nhiên, một tuyên bố từ các cơ quan hàng hải cho biết cuộc truy đuổi đã bị hủy bỏ để tránh bất kỳ sự leo thang nào. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.